Mỹ và Iran đối đầu trên biển, tàu bị bắt giữ và cuộc tập trận của lực lượng Houthi. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông, Mỹ và Iran đang đối đầu trên biển, tạo ra một tình hình đầy kịch tính và lo ngại. Cuộc xung đột này bắt đầu sau cuộc tấn công thứ hai của Mỹ, khi lực lượng Houthi của Iran đã tuyên bố sẽ hành động mạnh mẽ để đáp trả một cách hiệu quả. Mỹ và Iran đã xác định vị trí của một tàu bị bắt giữ trong một bài phỏng vấn độc quyền với đại sứ Iran. Cảnh báo từ Iran đang đe dọa Anh và Mỹ về việc tuyên chiến với Yemen trong chiến trường Đông Âu, một phản ứng mạnh mẽ từ phía Iran đối với các cuộc tấn công từ phía Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng việc sử dụng xe thế thế giới có thể gặp khó khăn khi Ukraine đang phải đối mặt với nhiều trở ngại về năng lực chiến đấu. Sự hỗ trợ từ phía Mỹ và Anh vẫn cam kết tiếp tục giúp Ukraine vượt qua những thách thức này, nhấn mạnh sự quan trọng của hỗ trợ quốc tế trong bảo vệ quyền chủ quyền của Ukraine. Tình hình trên biển V cũng đang trở nên căng thẳng hơn khi Thụy Điển gửi tàu ngầm sẵn sàng đối đầu với Nga. Đây là một phản ứng đáng chú ý trước những động thái của Nga trong khu vực và thể hiện sự quyết tâm của Thụy Điển trong việc bảo vệ tài nguyên biển và an ninh quốc gia. Những biến đổi này không chỉ giới hạn trong khu vực Trung Đông và biển V mà còn lan rộng đến châu Á và châu Mỹ, làm cho tình hình quốc tế trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến quốc tế quan trọng trong chương trình thời sự quốc tế của mình. Đối đầu trên biển, tàu chở dầu bị bắt giữ ở phía đông đảo Chess của Iran. Thông tin từ Tanker Tracker cho biết, tàu chở dầu ST Nicholas vừa bị Iran bắt giữ và hiện đang ở phía đông đảo Chess của Iran. Hiện tại, con tàu đang ngơ ngác ngoại tuyến với hệ thống định vị AIS sau khi bị giữ bởi Iran. Hành động này được cho là đáp trả việc Hoa Kỳ tịch thu tàu này và hàng hóa của Iran vào năm trước. Cuộc bắt giữ của tàu ST Nicholas cũng trùng hợp với thời điểm xảy ra nhiều cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tuyến đường vận chuyển trên biển đỏ. Năm trước, Hoa Kỳ đã bắt giữ con tàu này khi đang hoạt động dưới tên gọi Surajang trong một hoạt động thực thi lệnh trừng phạt với chính quyền Iran. Đại sứ Amave, đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, cáo buộc Mỹ và Anh đã tuyên chiến với người dân Yemen sau các cuộc không kích liên tiếp. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với New vào ngày 13 tháng 1, đại sứ Iran khẳng định bất kỳ quốc gia nào tấn công Yemen hoặc có các hành động thù địch đều có thể gặp nguy hiểm. Suốt những ngày qua, Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào vị trí của phong trào Houthi, tổ chức còn được gọi là Ansar Allah, xuất hiện từ năm 2014. Lực lượng Houthi từ lâu đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran và được nhiều người coi là một phần thuộc trục kháng chiến khu vực của Iran. Khi được hỏi về cách Iran nhận thức về cuộc tấn công của Mỹ và Anh, đại sứ Iran phản ứng gay gắt, cho rằng Mỹ và Anh vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia, vi phạm luật pháp quốc tế và vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Hành động của hai quốc gia này là lời tuyên chiến chống lại người dân Yemen. Ngoài ra, Israel đang vận động một cách hiệu quả để lôi kéo Mỹ tham gia vào những cuộc xung đột phù hợp với lợi ích của họ. Trong bối cảnh này, câu hỏi đặt ra là mục tiêu của Mỹ và Anh khi họ thực hiện hành động quân sự để cải thiện an ninh cho hoạt động vận tải ở khu vực Biển Đỏ. Đại sứ Iran đặt câu hỏi ngược lại, từ khi nào Biển Đỏ được xem là không an toàn? Ông cũng tuyên bố rằng các tàu biển đều an toàn, ngoại trừ những tàu liên quan đến Israel hoặc tham gia vận chuyển hàng hóa đến hoặc đi từ Israel. Cuộc đối đầu trên biển và tình hình ở Trung Đông. Trong thời gian gần đây, mối đe dọa và căng thẳng ngày càng gia tăng ở khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến cuộc đối đầu trên biển và tình hình ở các quốc gia như Iraq và Liban. Theo đại sứ Iran, các nhóm kháng chiến ở Iraq và Liban không hoạt động độc lập mà cần có sự cân nhắc và ủng hộ của chính phủ các nước. Trong khi đó, lực lượng Houthi, còn được gọi là Ansar Allah, tại Yemen được xem là lực lượng độc lập bảo vệ chủ quyền quốc gia. Điều này đã dẫn đến sự ủng hộ cao nhất từ người dân sau các cuộc tấn công gần đây. Hàng triệu người dân đã xuống đường ủng hộ chính sách của chính phủ và bày tỏ thái độ coi thường đối với Mỹ và Israel. Tuy nhiên, có lẽ các nhóm kháng chiến khác chưa cần sự hỗ trợ của lực lượng Houthi, nhất là khi lực lượng Houthi đã thể hiện sự độc lập và khả năng quân sự. Tại Israel, sau khi Nam Phi đệ đơn cáo buộc tội diệt chủng, Thủ tướng Israel đã khẳng định rằng Tòa án Công lý Quốc tế cũng không thể ngăn cản Israel tiếp tục cuộc chiến ở Gaza. Israel đã tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được danh chiến thắng hoàn toàn, loại bỏ lực lượng Hamas và đảm bảo an ninh cho Israel. Ngoài ra, Israel đang xem xét khả năng tiếp quản quân sự tại vùng biên giới Gaza với Ai Cập. Câu hỏi về ngân sách quốc phòng cũng được đặt ra, và Israel thông báo về kế hoạch bổ sung ngân sách lớn nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu quốc phòng trong tương lai. Trong khi cuộc chiến ở Trung Đông tiếp tục, cả Nga và Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đạt được tiến triển đáng kể sau các cuộc tấn công bằng xe thiết giáp. Điều này có liên quan đến địa hình bằng phẳng và sự xuất hiện của máy bay do thám UAV trên bầu trời, khiến cho cả hai bên khó có thể tạo ra các đột biến quyết định.
Chuyên gia quân sự cho biết các cuộc tấn công khó khăn thành công nếu thiếu yếu tố bất ngờ. Tình hình đang trở nên phức tạp và đầy biến động, và tương lai của khu vực này vẫn còn nhiều ẩn số. Căng thẳng ở Trung Đông và tình hình ở Ukraine. Chuyên gia cho biết rằng địa hình bằng phẳng ở phía đông và nam Ukraine là một trong những nguyên nhân chính khiến đoàn xe bọc thép của cả hai bên hoàn toàn lộ diện trước đối thủ. Ngoài ra, lượng máy bay không người lái, UAV, khổng lồ trên bầu trời cũng đóng vai trò quyết định tại chiến trường Ukraine. Cả Nga và Ukraine đang phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của UAV. Các binh sĩ mô tả rằng tại một số trận chiến, UAV phủ đầy bầu trời và máy bay do thám được sử dụng để theo dõi đối thủ và cung cấp dữ liệu mục tiêu cho pháo binh và các vũ khí tầm xa khác. Ngoài ra, UAV còn có khả năng tấn công và phá hủy các phương tiện chở hàng cũng như xe thiết giáp. Khi Ukraine gặp khó khăn về năng lực chiến đấu, việc sử dụng UAV trở nên cực kỳ quan trọng. Trong tình hình này, Ngoại trưởng Pháp Stephen Bruet đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine và ủng hộ hợp tác sản xuất vũ khí trong chuyến thăm vào ngày 13 tháng 1. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ mới. Cũng theo Reuters, chính quyền Ukraine đang cố gắng duy trì dòng viện trợ quân sự và tài chính từ các đồng minh phương Tây. Ngoại trưởng Ukraine Dominik Kaba bày tỏ lòng biết ơn và kêu gọi Pháp cũng như các quốc gia châu Âu khác thể hiện sự mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn tình trạng tên lửa Nga sử dụng mạch điện tử do các nước phương Tây sản xuất. Ông cho biết trong thời gian tới, ông sẽ giải quyết các vấn đề pháp lý tại EU và thực hiện các biện pháp song phương để giúp các công ty Pháp thiết lập thêm cơ sở sản xuất vũ khí tại Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp không đưa ra chi tiết về những vấn đề pháp lý này. Ông cũng khuyến khích các công ty Pháp đầu tư thêm vào Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, viễn thông và sản xuất nước uống cá nhân. Ông tin rằng Pháp cần hỗ trợ quân sự Ukraine nhiều hơn và hai chính phủ sẽ đàm phán thêm trong những tuần tới. Đáng chú ý, chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp diễn ra chỉ một ngày sau chuyến thăm của Thủ tướng Anh, trong đó anh cam kết tăng cường nguồn lực quân sự để Ukraine có thể mua các loại UAV trên sát và tấn công. Thụy Điển sẽ bổ sung thêm tàu ngầm. Các tàu ngầm có chiều dài 66 mét sẽ tuần tra phần lãnh thổ của NATO tại Biển Bắc. Đây sẽ là những chiếc tàu đầu tiên thuộc thế hệ mới do Thụy Điển thiết kế và chế tạo từ giữa thập kỷ 1990. Trong tương lai gần, các tàu ngầm này sẽ được thêm vào biên chế Hải quân Thụy Điển. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các hạm đội tàu ngầm ở Bắc Âu đang trải qua giai đoạn hiện đại hóa gần đây. Hải quân Na Uy đã mua 4 tàu ngầm mới từ tập đoàn TKMS của Đức. Cơ quan nghiên cứu quốc phòng Thụy Điển cho biết đợt bổ sung dự kiến sẽ giúp Thụy Điển đuổi kịp các hạm đội tàu ngầm lớn nhất của NATO tại châu Âu. Đối với Pháp, 6 tàu ngầm mới thuộc lớp Barracuda sẽ sớm đưa vào biên chế. Trong khi đó, Đức sẽ bổ sung 2 chiếc tàu ngầm Type 212 đến cuối thập kỷ này. Đội tàu ngầm của Vương quốc Anh sẽ có 7 chiếc thuộc lớp Ursule và Ý cũng sẽ có 8 chiếc thuộc lớp Tornado. Quy trình tân trang hạm đội tàu ngầm châu Âu diễn ra trong bối cảnh Nga vừa tung ra chiến dịch bổ sung lực lượng tàu ngầm quốc gia vào tháng trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện tại nhà máy tàu ngầm Sevmas với 2 con tàu mới L. Grozniok và Hoàng đế Alexander Đệ Tam. Báo cáo của Thụy Điển cho biết Hải quân Nga ước tính sẽ có tổng cộng 50 tàu ngầm vào năm 2030. Trong khi quy mô hạm đội tàu ngầm của Mỹ dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống còn 57 đơn vị vào năm 2030. Tuy nhiên, việc triển khai thêm các tàu ngầm mới thuộc lớp Virginia sẽ giúp Washington duy trì và thậm chí là tăng cường ưu thế công nghệ so với các đối thủ. Chuyến thăm của đoàn ngoại giao Anh tại Kashmir do Pakistan kiểm soát đã gây xung đột với Ấn Độ, khi Ấn Độ phản đối đây là hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ. Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với Kashmir, nhưng cả hai chỉ kiểm soát một phần của khu vực này kể từ năm 1947. Hai bên đã xảy ra nhiều xung đột liên quan đến khu vực Himalaya. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vào ngày 10 tháng 1, Đại sứ Anh tại Pakistan, G. Marriott, đã thăm khu vực Kashmir cùng một quan chức từ Bộ Ngoại giao Anh. Bí thư đối ngoại Ấn Độ, Vinny Kumar, đã phản đối chuyến thăm này, cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được. Triều Tiên quyết định giải tán các tổ chức liên triều. Trong bối cảnh Ấn Độ và Pakistan đều đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, cũng liên quan đến khu vực châu Á, Triều Tiên đang thúc đẩy các biện pháp giải tán các tổ chức liên triều. Nhiều khả năng, Bình Đẳng đang dừng một đài phát thanh được sử dụng để gửi tin nhắn mã hóa cho các điệp viên ở Hàn Quốc. Hãng thông tấn Yonhap ngày 13 tháng 0 đưa tin rằng Triều Tiên đã ngừng phát sóng đài phát thanh Bình NSNG do nhà nước điều hành và các quyền truy cập vào trang web của đài này. Động thái mới nhất được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh điều chỉnh và cải tổ các tổ chức phụ trách các vấn đề liên triều trong cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng trước. Trong bối cảnh căng thẳng xuyên biên giới ngày càng gia tăng, Triều Tiên đã tăng cường các hành động khiêu khích. Ông Kim định nghĩa quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch với nhau và kêu gọi tăng cường chuẩn bị để đảm bảo toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc.
Triều Tiên đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 12 tháng 1 để quyết định giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi dân sự với Hàn Quốc. Tất cả các tổ chức liên quan bao gồm Ủy ban phía Bắc về thực hiện tuyên bố chung ngày 15 tháng 6, trụ sở phía Bắc của Liên minh Liên Quốc gia vì sự thống nhất Triều Tiên, Hội đồng Tư vấn về Hòa giải dân tộc và Hội đồng Thống nhất đất nước Tân Miên sẽ được điều chỉnh lại. Hiện tại, Triều Tiên đã tăng cường các hành động khiêu khích sau khi ông Kim định nghĩa quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch với nhau và kêu gọi tăng cường chuẩn bị để đảm bảo toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc tại cuộc họp Đảng Cộng sản cuối năm.